Xin chào tất cả các bạn, tôi là ong Thành Nam, chuyên cung cấp các sản phẩm về ong mật, ong giải trí và vật tư nuôi ong. Hôm nay tôi giới thiệu các bạn về một vấn đề mà rất nhiều cô chú anh chị quan tâm, đó là mật ong đóng đường hay còn gọi là kết tinh. Có rất nhiều phân vân và câu hỏi không biết như thế nào mật ong đóng đường tốt hay xấu, có thể dùng được không? Bạn sẽ làm gì với mật ong kết tinh? Đừng vứt bỏ nó, hãy ăn nó rất ngon và không bị một vấn đề gì cả. Đối với một số lý do và quan niệm cho rằng mật ong kết tinh là đã hư hoặc đó là dấu hiệu của mật ong có pha đường hoặc nhà nuôi ong cho ong ăn đường, không. Đó thực sự là một dấu hiệu của mật ong chất lượng cao, đừng vứt bỏ mật ong kết tinh của bạn ra ngoài, hãy chế biến nó để dùng vào rất nhiều món ăn. Mật ong là một dung dịch siêu bão hòa của hai loại đường, glucose và fructose, vì nó siêu bão hòa. Đó là một quá trình hóa học tự nhiên mà một số loại đường cuối cùng sẽ thoát ra khỏi dung dịch, hay nói là biến đổi hóa học. Nó thay đổi cấu trúc phân tử hóa học giữa glucose và fructose. Nó biến đổi hoàn toàn từ fructose về glucose thì mật ong sẽ đóng đường hoàn toàn. Mật ong kết tinh có thể pha một cốc cà phê, mật ong kẹp bánh mì, mật ong với các món nướng và xào. Đó là những món thật tuyệt vời phải không các anh chị? Nên đừng vứt bỏ chúng không có hư như mọi người nghĩ. Và đây là 3 điều làm cho mật ong có nhiều khả năng kết tinh hơn. Thứ nhất là nhiệt độ, thứ hai là tỷ lệ glucose và fructose trong mật ong. Thứ ba là phấn hoa, hãy phân tích những vấn đề trên để kết luận mật ong của bạn kết tinh là do đâu. Thứ nhất, tỷ lệ glucose và fructose trong mật ong. Mật ong là một dung dịch siêu bão hòa của hai loại đường. Glucose và fructose do tỷ lệ của hai loại đường này là đặc trưng của các loài hoa. Mà ong lấy hoa để làm mật, nên phải bắt buộc lấy hai loại đường này thì mới có mật ong. Mà chúng ta đã biết thành phần fructose là cấu trúc kém bền vững nên nó có xu hướng chuyển thành glucose nên mật ong rất dễ kết tinh. Thông thường, mật ong có hàm lượng glucose cao rất dễ kết tinh, chẳng hạn như mật ong hoa cải, cao su, hoa điều. Mật ong có nhiều fructose không dễ kết tinh, như mật ong keo, mật ong táo tàu, cà phê v.v. Thực sự không có cách nào dễ dàng để những người không phải là người sành ăn mật ong biết được loại mật ong nào kết tinh nhanh hơn hay chậm hơn. Nhưng nếu có thể thử tất cả thì đây là một lý do tốt để thử nghiệm hương vị và mùi thơm của các loại mật ong các loài hoa khác nhau. Vấn đề thứ hai là nhiệt độ, mật ong sẽ kết tinh trong tổ ong nếu nhiệt độ xuống dưới 10 độ C. Và mật ong sẽ kết tinh trong hộp đựng của bạn nếu bạn bỏ nó trong tủ lạnh, có nghĩa là nhiệt độ dưới 10 độ C. Bạn nên tìm một nơi ấm hơn để bảo quản mật ong của bạn sẽ làm chậm quá trình kết tinh. Khi mật đã kết tinh làm thế nào để nó trở lại bình thường? Khá đơn giản, để biến mật ong của bạn trở lại thành chất lỏng mịn bằng cách đun nóng nó. Cách tốt nhất để làm điều này là cho mật ong của bạn vào một bát nước ấm và từ từ để nó ấm lên. Lò vi sóng có thể làm nóng mật ong, làm mật ong nóng quá và không nóng đều, vì vậy điều đó không được khuyến khích trừ khi bạn đang vội. Vấn đề là, ngay sau khi mật ong của bạn nguội đi, nó sẽ lại bắt đầu sền sệt trở lại, nhưng các bạn cũng hạn chế việc này. Việc này sẽ khiến cho mật ong bị mất mùi vị tự nhiên. Cách đơn giản nhất để đối phó với điều này là hãy thử đun một phần nhỏ vừa dùng thay vì cả thùng. Vấn đề thứ ba là phấn hoa. Phấn hoa trong mật ong là bình thường, và mật hoa gì thì thường sẽ lẫn phấn hoa đó. Phấn hoa trong mật ong xác minh những loại hoa mà ong đang lấy mật. Những con ong có lông tơ nên đang uống mật hoa để làm mật thì bị phấn hoa bao phủ, nó là thứ dính lên thân mình của ong. Và chú ong trở nên bụi bẩn vì phấn hoa và mang về rải rác khắp tổ. Mật ong có phấn hoa là mật ong tuyệt vời, nhưng nó cũng là thành phần làm quá trình kết tinh xảy ra nhanh hơn khi có sẵn các hạt nhỏ tích tụ. Tóm lại, mật ong bị kết tinh không phải mật ong bị giả mạo hay bị hư, mà có thể dùng bình thường. Và 3 yếu tố, 1. Nhiệt độ, 2. Tỷ lệ glucose và fructose trong mật ong, 3. Phấn hoa, là 3 yếu tố làm nên sự kết tinh của mật ong. Và nếu nhà bạn có mật ong kết tinh hãy đun sôi nó và dùng bình thường. Trân trọng cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi. Nhớ ấn like và đăng ký để theo dõi những chia sẻ thú vị.